Khi mà đi học thì em cảm thấy rất là tự ti về khuôn mặt mình, vì được các bạn trêu. Thường xuyên trở thành nhân vật chính trong các cảnh ảnh trêu đùa của bạn bè. Sau khi phẫu thuật thì em muốn là khuôn mặt của mình nó giống như mọi người khác, nó bình thường và đẹp. Thấu hiểu mong muốn của Nhật Minh, ekip bác sĩ tại Nha khoa Paris đã dành nhiều giờ hội chẩn và quyết định sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật hàm để Nhật Minh có một diện mạo mới. Thì đây cô sẽ cho mình xem cái hình ảnh mà trong cái cuộc mổ mình sẽ làm cái gì. Thì cái xương hàm trên này, đây trên trục đây nó sẽ hơi bị ra ngoài và hơi bị xuống dưới. Mình sẽ đẩy lùi xương hàm trên ra sau và hơi đánh lún nữa để sau này là không có cười hở lỡ nữa. Thứ hai, ở vùng xương hàm dưới thì sẽ được tịnh tiến ra phía trước. Mở khớp cắn tịnh tiến ra phía trước, đánh lún khối răng cửa dưới. Và còn có thêm một cái thủ thuật nữa là trượt cằm, để sau này khi mà cái xương hàm dưới ra phía trước rồi và cái cằm nó cũng hơi lùi ra phía trước một chút, thì cái khuôn mặt mình nó sẽ là đẹp nhất nhá. Và mình yên tâm là cái gì mà làm đẹp nhất thì các cô chú bác sĩ sẽ làm. Với sự tư vấn và động viên từ Nha khoa Paris, Nhật Minh đã vững tin và thoải mái hơn để bước vào ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Sau 4 tháng phẫu thuật thì mình cảm thấy rất là hài lòng với khuôn mặt này và mình cảm thấy tự tin về khuôn mặt mới. Giờ đây thì mình thoải mái hơn, chụp ảnh nhiều hơn và cũng dám đối diện với các bạn nữ trong các cuộc trò chuyện. Những mọi người xung quanh cũng khen là khuôn mặt mới của mình nó rất là đẹp. Và mình cảm thấy cái lựa chọn đi mổ hàm này là rất là đúng đắn. Sau cuộc phẫu thuật hàm thành công, Nhật Minh tiếp tục bước vào hành trình niềng răng để giúp gương mặt của cậu có một nụ cười rạng rỡ hơn. Mình thấy niềng răng này thì không thấy đau, khó chịu. Nó cũng khá là khác so với mình tưởng tượng, vì là mình tưởng tượng là nó sẽ đau, hơi đau một tí. Niềng răng xong thì mình cảm thấy nó hơi cộm lên, mình chắc mình chưa quen với cái niềng răng này. Sau thời gian niềng răng, gương mặt của chàng trai trẻ Nhật Minh sẽ biến đổi như thế nào? Hãy đăng ký kênh của Nha khoa Paris để đón chờ diện mạo mới của Nhật Minh nhé!